Thử thách làm beat thủy triều của Quang Hùng Mastery. Nhắm mắt lại hôn vào tai, nhớ em anh không thể nào. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VB Music. Và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái thử thách rất là hay ho. Đó là một cái track mà mình thấy nó cực kỳ là catchy, cực kỳ là bắt tai trong thời điểm hiện tại. Đó là track Thủy Triều của Quang Hùng Mastery. Và nếu như mà các bạn thấy những cái video của mình hay và bổ ích, và các bạn có những nhu cầu về học hóa âm phối khí, học làm nhạc, hay là mua các bộ video hướng dẫn làm nhạc, thì các bạn có thể liên lạc với mình hoặc đăng ký bằng link phần mô tả nha. Còn bây giờ thì let's go. Ok, và vẫn như mọi khi thì mình có tách cái beat ra, tách cái track nhạc ra. Và bây giờ thì mình sẽ nghe lướt qua thử xem là có những cái phần cấu trúc như thế nào. Sau đó thì mình sẽ làm. Đây là phần bass. Rồi, đây là bộ drum. Đó, khá là đơn giản. Đó, nghe được khúc. Đó, có tiếng đàn tranh này. Phân ra bộ drum thêm hai cái lead, và cái lead này là có bè. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu. Như mọi khi thì mình sẽ vẫn thử thách làm trong 30 phút, và hy vọng là sau 30 phút hoặc sớm hơn thì mình sẽ có ra những cái sản phẩm thật là hay ho. Ok, 3, 2, 1, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ làm bộ drum trước này. Rồi. Kick này của trap hoặc là kick của hip hop, khá là tròn, hay là kick của G-House cũng được. Mình cho to. Đấy, khá được ấy. Chút nữa nếu mà không ổn thì mình sẽ tính sau. Rồi, clap cũng là của chop luôn. Chop, clap. Mấy cái này toàn có vang ấy nhỉ. Ok, đây rồi. À, có một cái percussion cốc 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 này. Ok, trốn ngay. Rồi, tiếp theo là một cái head. Head này dùng head của nhạc house. Ok, lấy cái này, khá là hay. Đằng sau chỉ là cái head đánh gấp đôi thôi. Sạch, cần đâu vẫn thấy này. Bài hát. Rồi, ok, đầu tiên là drum. Kick. Clap trước này. Clap, mình khá là thích đặt tên lại tất cả những cái phần này cho nó đỡ đỡ dối. Kích này. Kích. À, có khác đó. Ơ?
À đây 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 khác đây. Ok, đây rồi. Đây, nốt này trả lại, nốt này trả lại. Ok, đây là tiếng kích này. Tiếp theo, anh chỉ đến cái bass. À, percussion trước nhé. Đó là tốc tục. Tốc tục tốc tục. Tốc tục tốc tục. Tốc tục tốc tục. À. Sau kia ngắn hơn. Ta da da ta da da. Sau đây các bạn vì vấn đề bản quyền cho nên là mình sẽ không mở âm thanh được nhiều. Rồi, ok. Cái kick của mình có vẻ hơi ngắn nhỉ? Cho nên mình sẽ thay lại sau. Tiếp theo đến cái bass. Ở đây là sử dụng tiếng slap bass của guitar. Mình sẽ sử dụng một cái guitar của Ampulsound. Cái bass gì? Mình để chế độ đánh slap. Slap đâu nhỉ? Đây rồi. Đó, và cái này thì cần phải set trên luôn thì mình hình dung ra được. Bass. Thả xuống bàn mixer, thả vào cái kick. Đây là một cổng sai chance. Tùm tùm tùm. Ok. Xong. Đây này. Rồi, ok. Rồi, ok, chỉ có vậy thôi. Ôi, bài này chắc làm nhanh nha. Nghe này các bạn. Sau này có vẻ hơi dài, mình sẽ cho nó ngắn đi một chút gì.
bass này có khi mình phải layer thêm với một sao nữa. Chứ hay là layer với sustain nhỉ. Rồi ok, được được rồi đó. Nhưng mà cái kick này bị ngắn này. Drop kick. Kick nó dài thêm tí. Nhớ sắp hơn tí. Chi thế này tưng tưng. Rồi chắc là mình phải xử lý lại một chút. Nó hơi bẹp bẹp nhỉ, nghe cái gốc nó tròn thế mà. Mấy cái nhà ngắn thế nhỉ? Đây rồi. Hy vọng là ổn. Thấy hình thái nó cũng khá là giống nhau. Con thua, hèn lắm. Mình sẽ tìm thêm một cái top kick nữa. Ở đây thì mình thấy một chút chút vàng vàng ở phía trên thì cái kick này nó phải có punchy. Mình sẽ search top kick. Đây. Con này khá lậu. Mình vào cái phân kick. Mình lấy kích trên, mình dán xuống kích dưới thôi. Để layer thôi. Ok, nghe tổng thể. Rồi, ở đây thì mình thấy có một cái key này. Đó, nhưng mà cái key này cũng wow, wow, wow. Rồi, có một tí luyến về cao độ. Ok, mình sẽ kiếm một cái key, sau đó thì mình sẽ envelope cho nó luyến cao độ thôi. Tung, 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 tung. Một cái key khá là dày và tối. Mình rất thích những cái bài mà có cái cấu trúc về nhạc cụ đơn giản, đánh nhạc cụ đơn giản nhưng mà các cái sound nó lại tinh tế như là phê. Okay. Thôi, mình vào set random đi. Thank you.
Thế ok cái này này, nhưng mà sao bị bè nha. Phố. Sao cái này lại bị phô nhỉ? Có bè rồi. Đổi cái khác đi. Nhờ thì mãi không được nha. Kiên trì. Anh em chuẩn bị tour đúng không? Đứng lại đấy. Ok, thử cái này xem. Hơi chói. Này. Ok, nốt dài ra. Sau đó điều chỉnh cái volume cho nó ngắn ạ. Cái này bị bong quá. Một có một chút xíu attack. Đây. Rồi cái envelope này mình sẽ móp xuống cái pick band được không nhỉ? -12. Đây. Ơi không móp được pick band rồi, thì phải móp vào đâu? Semi. Rồi ok. Từ đoạn này khó nha. Hay là mình automation cái key nha. Thôi mình automation cái key thì cho nó hợp lý. Remove. Khó quá anh em ạ. Lâu mình không móp cái này. Rồi automation cái này. Đó. Thì nó sẽ luyến lên, nhưng mà luyến lên trong một nửa thời gian thôi. 1/4. 50.
dạ. Ôi dồi. Chân trời xa vắng. Ok, chị. Không được chơi bạn. Vắng được con tim em đi về đâu. Sống số mình chung đây đưa tháng năm yêu lần đầu. Rồi, tiếp theo là một cái tranh. Rồi, mình soạn ngẫu hứng nhá. Không cần phải theo giống nhá. Ok không anh em? Kỳ vẫn hay. Kỳ hay lắm anh em ạ. Kỳ này vẫn không hay. Ash, à, cứ 8 phút. Chết. Không, không. Nhanh. Ơ? Lắc xem nào. Được đấy. Không, nhưng mà cái duyến này nó sâu quá. À, 8, 7 thôi. À, tiếp theo có một cái vocal chop nữa. Vocal. Boom.
Oh crap. If you ready to yeah. Oh. Oh. Yeah. Đâu rồi? Nhiều thế. Cái vocal này hơi xấu nhỉ, còn 4 phút nữa thôi. Ôi trời ơi, cứ tưởng là đơn giản, không hề đơn giản. Chiều chiều hộ em cái. Được rồi, được. Nghe thử. À, làm một tí. À, cái gì nhỉ? Dối đấy, bắt đầu dối rồi đấy. Nhưng mà này là xong rồi. Làm tí kỹ thuật cho cái tranh nhé. List 2 phút. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nghe cái bài của mình. Thank you.
Yo, let's go. Cái này cục cái nhỉ. Phải xử lý lại velocity cho cái này một tí. Úi, gì vậy? Hay cầu hồn. Đáng yêu vãi trường. Rồi, ok, mình đã hoàn thành thử thách và các bạn cũng vừa nghe lướt qua rồi. Và bây giờ thì mình sẽ mix master để cho cái bản này có cái chất lượng âm thanh cao hơn để cho các bạn có thể nghe nhá. Mình sẽ tua qua đoạn này để các bạn đỡ mất thời gian. Ok, và mình đã hoàn thành phần mix master. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe thành quả nha các bạn nhá. Ok, và vừa rồi thì mình đã có 30 phút thử thách để làm beat Thủy Triều của Mastery. Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà cũng không hề đơn giản tí nào đúng không anh em? Hy vọng là các bạn thích những cái nội dung của mình. Và mỗi tối thứ ba hàng tuần thì các bạn sẽ ngồi lại cùng mình để thử thách các bài nhạc hot. Các bạn có thể để lại những cái tên bài nhạc hot ở phía bên dưới này để mình có thể cân nhắc và làm ra video thử thách nhé. Nếu các bạn có nhu cầu về học hòa âm phù khí cũng như là mua các bộ video về học làm nhạc thì các bạn có thể liên lạc với mình hoặc là các bạn có thể đăng ký bằng link ở dưới phần mô tả nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn đã click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye anh em.